Ngày 18 tháng 9, thư viện tỉnh Trà Vinh tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Trà Vinh năm 2023. Tại cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, ban tổ chức đã nhận trên 900 bài dự thi của 125 trường ở ba khối tiểu học, trung học cơ sở và khối trung học phổ thông. Ở cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến có 172 bài dự thi của học sinh ba cấp. Qua chấm chọn của hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã trao 97 giải thưởng cho hai cuộc thi. Cụ thể, ở cuộc thi đại sứ văn hóa đọc có 60 giải gồm 58 giải cá nhân và 2 giải tập thể. Ở giải giới thiệu sách trực tuyến, ban tổ chức đã trao 37 giải gồm 25 giải chính và 12 giải chuyên đề. Ngoài cuộc thi đại sứ văn hóa đọc được tổ chức hàng năm, năm nay lần đầu tiên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi giới thiệu sách trực tuyến. Các hội thi đã góp phần để mạnh phong trào đọc cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát huy văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội qua đó khởi dòng khát vọng cống hiến xây dựng quê hương trà dinh ngày thêm giàu đẹp